Chăng? Hello anh em, và chào mừng anh em đã quay trở lại với chuyên mục Đồng Hồ Cùng FTC Laptop. Với những anh em mà làm văn phòng mà đã hơi nhàm chán với những mã laptop 13 hay là 14 inch, nó hơi nhỏ gọn, để mà mình muốn một cái màn hình lớn hơn này để thao tác hay là mình giải trí được rộng rãi hơn, thì mình nghĩ là mẫu sản phẩm trước mặt đây sẽ là khá là phù hợp với anh em đấy. Đây là mẫu Acer Swift 3 với màn hình là 16,1 inch anh em nhé. Trước mặt anh em đây là hộp sản phẩm. Thì con này thì được trang bị là chip i5 11300H, dòng chip hiệu năng cao của Intel, và hứa hẹn là cái hiệu năng nó sẽ cũng rất là tốt với những anh em mà cần một cái con máy khỏe để dùng Excel hay là chạy những tác vụ đồ họa 2D. Đây là hộp của sản phẩm này. Đây siêu máy nhé. Còn bên cạnh này sẽ là series rồi cả một số các cái thông số của máy. Windows 11 Home này, i5 11300H, RAM 8GB, SSD 512 và màn hình 16,1 inch Full HD IPS anh em nhé. Màn này thì chắc là vẫn tỷ lệ 16:9 thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành khui siêu này. Trong hộp này, một cái phiếu của Acer, cục sạc, sạc này vẫn là đầu kim nhỏ này, và sạc này có công suất là 65W anh em nhé. Ok, đây là máy của chúng ta. Máy này thì là màu sắc chủ đạo sẽ là màu xám anh em nhé. Và một cái logo của Acer ở chính giữa này, mà Chrome này. Điểm qua cổng kết nối thì bên cạnh trái chúng ta sẽ có jack nguồn này, một cổng Type-C, HDMI, một cổng Type-A. Bên cạnh phải là cái khóa Kensington này, các đèn báo, một cổng Type-A nữa và jack audio. Phía dưới này thì vẫn là các cái loa được đặt ở hai bên này, các cái chân cao su giúp máy đặt được cố định. Đây là khe hút nhiệt của máy. Bàn lề của máy thì dạng này thì mình nghĩ nó sẽ là dạng Egolip. Và đây là dòng chữ Swift nhé. Bàn lề xem nào. Mở lên nó sẽ hơi đẩy cái góc máy lên, nâng máy cao hơn chút để gõ phím dễ hơn này, và tăng cái tính tản nhiệt của máy. Còn đây bên trong này, màn hình rất là to và logo Acer đặt dưới này. Các cái viền trái phải này và phía trên cũng rất là mỏng nữa. Phía trên vẫn được trang bị một cái quét một cái cam cho anh em nhé. Và phía dưới này sẽ là bàn phím của máy. Phím full size, có đủ cả hàng phím số cho anh em thao tác trên Excel chẳng hạn. Phím nguồn đây. Một cái giải này thì khả năng là loa mình chưa chắc được, để mình bài đánh giá chi tiết thì mình sẽ xem thử xem nó là loa hay không. Ở đây sẽ là một cảm biến vân tay này. Đây là các cái tem của máy, tem Intel. Còn đây là phần bàn G này, rất là to, đặt chính giữa máy đây. Còn một điểm nữa là trong thiết kế của máy là cái phần viền màn này được hoàn thiện diamond cut, nhìn bóng lên rất là đẹp, cũng là một điểm nhấn thiết kế của dòng sản phẩm này. Còn về chất liệu thì theo như mình thấy là mặt lưng hay là mặt bàn phím này thì chắc là kim loại vì sờ rất là ma tay. Còn về độ hoàn thiện thì với kích thước lớn như này thì anh em nếu mà thao tác hay là ấn ở phần chính giữa này, nó vẫn sẽ có hiện tượng lõm nhẹ, flex nhẹ. Còn các cái điểm ngoài viền này thì là ok thôi. Nhìn chung là với tầm giá khoảng 14 triệu anh em sẽ có cho mình một chiếc máy chất lượng hoàn thiện tốt với build bằng kim loại. Cấu hình cũng khá là ok với chip HD SSD 512 cùng với một màn hình lớn và phím số phụ để anh em có thể thao tác được dễ dàng hơn. Còn bài đánh giá chi tiết về máy thì FTC Laptop sẽ gửi đến anh em trong một vài ngày tới sau khi đã trải nghiệm kỹ hơn về máy anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.